Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho Sài Gòn. Hôm nay Sài Gòn xin gửi đến quý vị và các bạn một vụ trọng án vào giữa tháng 8 năm 2018. Cả tỉnh Hưng Yên đã rung động khi một cặp vợ chồng bị sát hại dã man ngay trong phòng ngủ của mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rạng sáng ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về vụ trọng án ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Cả một tỉnh Hưng Yên đã rung động khi một cặp vợ chồng bị sát hại dã man ngay trong phòng ngủ của mình. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố lập tức báo cáo cho các công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ngay tại hiện trường là một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt lực lượng chức năng với máu vương vãi ở nhiều nơi. Hai nạn nhân chết ngay ở buồng ngủ, những dấu vết tại hiện trường phòng ngủ cho thấy có sự xáo trộn. Điều đó chứng tỏ có sự giằng co, vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu thập rất kỹ các dấu vết ở các vị trí có khả năng xuất hiện các mẫu vật như móng tay, móng chân của tử thi. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, chứng tỏ hung thủ rất manh động, quyết cướp đi mạng sống của nạn nhân đến cùng. Tại sàn nhà của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 11 dấu vết đường vân, 5 dấu vân của 3 loại giày dép, 8 dấu vết màu nâu đỏ. Tuy nhiên, trước khi các cơ quan điều tra tiếp cận hiện trường thì đã có nhiều người dân đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Chính vì hiện trường xáo trộn quá nhiều, nên các cơ quan chức năng đã phải sàng lọc hết những dấu vết của người quen không liên quan đến vụ án. Ngoài ra, các cán bộ điều tra tiếp tục mở rộng khám nghiệm hiện trường ra bên ngoài căn nhà. Tuy nhiên, do đêm hôm xảy ra vụ án, trời mưa bão rất to, nên hầu hết các dấu vết bị xóa gần như không tìm thấy vật chứng nào có giá trị. Sau khi đã thành lập ban chuyên án, có 3 giả thuyết đã được đưa ra. Thứ nhất, hung thủ đột nhập vào nhà anh Trường để trộm cắp tài sản. Khi bị các nạn nhân phát hiện liền dùng hung khí tấn công, ra tay sát hại. Và thứ hai là nạn nhân có quan hệ bất chính hoặc mâu thuẫn làm ăn đời sống, nên có đối tượng đột nhập vào nhà dùng vật sắc nhọn để ám sát. Thứ ba, cháu Sơn, con của anh Trường, có thể là đồng phạm với kẻ gây án. Có thể cháu Sơn nghiện chơi game rồi rủ bạn về thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vậy đâu mới là giả thiết đúng, nguyên nhân từ đâu mà lại sát hại vợ chồng anh dã man như vậy? Từng giả thuyết đã được sàng lọc ra qua công tác giả soát các mối quan hệ trên địa bàn. Các trinh sát nhận thấy vợ chồng anh Trường đều là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có mâu thuẫn sâu sắc với ai trong cuộc sống và công việc kinh doanh cũng không có mối quan hệ ngoài luồng. Chính vì vậy, giả thuyết thứ hai đã được loại bỏ. Về phía của cháu Sơn, sau khi giả soát ở trường và mối quan hệ địa phương, qua nghiệp vụ cũng cho thấy cháu Sơn có bằng chứng ngoại phạm. Giả thuyết thứ ba cũng bị loại bỏ. Lúc này, ban chuyên án tập trung vào giả thuyết thứ nhất, đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản rồi ra tay giết người. Qua làm việc với gia đình nạn nhân, bố đẻ của anh Trường cho biết, trong giây phút hoảng loạn, ông Nạc không thể nhớ mặt đối tượng nhưng cũng mô tả được chút ít hình dạng của nghi phạm. Đó là một thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 30 năm tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m70, đầu đội mũ nữ trai, dáng người bình thường. Con trai nạn nhân kể lại rằng, hôm đó trời mưa rất to, cháu nghe thấy một tiếng la rất lớn thất thanh vang lên. Khi chạy sang phòng bố mẹ cháu, cháu rất sợ khi nhìn thấy một cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Sau lời kể của cháu Sơn, nhiều tổ công tác được thành lập để rà soát gần 1.000 đối tượng nghi vấn trên địa bàn, trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc, các đối tượng đang biểu hiện vay nợ. Bất cứ thông tin nào được cơ sở báo về đều được xác minh không bỏ sót. Nhiều trinh sát đã không kể ngày đêm đi khắp các tỉnh từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh để xác minh đối tượng nghi vấn.
Và điều đặc biệt, trong quá trình mở rộng khám nghiệm khung cửa, có thấy dấu máu rơi ở lá mủng tơi. Mặc dù đêm hôm xảy ra vụ án trời mưa bão to, nhưng lá cây cao phía trên vô tình che cây mủng tơi nên dấu máu không bị trôi đi mất. Điều này vô cùng quan trọng khi các cán bộ điều tra xác minh đây chính là lối ra của hung thủ. Bên cạnh đó, kết quả sàng lọc các mẫu lông, mẫu tóc, mẫu máu của toàn bộ các mẫu vật thu tại hiện trường đều cho thấy kết quả là của nạn nhân và người thân quen, không có dấu vết của người lạ. Mặc dù đã qua sử dụng rất nhiều các phương pháp điều tra, nhưng bóng dáng của kẻ sát nhân vẫn chưa hề hé lộ. Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì công an thành phố Hưng Yên nhận được trình báo của một phụ nữ báo về việc bị mất trộm túi sách có gần 90 triệu đồng và một số ngoại tệ. Chị bị mất trộm tại Bệnh viện Đa khoa Phụ sản tỉnh Hưng Yên vào rạng sáng ngày 18 tháng 8, tức là ngay sau khi vụ án mạng xảy ra. Đây là khu dân cư tương đối ổn định, không quá phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ tổ dân phố cho biết vào khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng và khoảng tháng 6 năm 2018, trên địa bàn có xảy ra một vụ trộm đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Tài sản bị mất bao gồm 6 triệu đồng, một nhẫn vàng, một đôi bông tai và một điện thoại di động Samsung Plus tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được chiếc điện thoại bị mất trộm do một đối tượng ở thành phố Hưng Yên đang sử dụng. Đó là đối tượng Trần Mạnh Trung, tức Trung Xuân, sinh năm 1978, ở số nhà 3, phường Nam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đây là một đối tượng nghiện ma túy nặng, thường tổ chức nhóm các đối tượng về nhà sử dụng ma túy, chung còn bán và đổi ma túy cho một số đối tượng có tài sản trộm cắp. Cơ quan điều tra ra lệnh khám xét nơi ở của Trung thì thu giữ thêm được 25 chiếc điện thoại. Điều đặc biệt là trong đó có chiếc điện thoại Samsung Plus màu hồng bị mất ở nhà dân vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Trung khai báo chiếc điện thoại này là do Đinh Công Tráng bán lại cho mình. Sâu chuỗi các tình tiết thì đến nay, cái tên Đinh Công Trắng được đưa vào tầm ngắm của cơ quan cảnh sát điều tra và được đưa về trụ sở. Tại cơ quan, hắn khai, hắn là Đinh Công Trắng, sinh năm 1977, trú tại khu phố An Bình, phường An Tạo, thành phố Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình cơ bản từng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Sau khi ra trường, Trắng có một công việc phù hợp, đúng chuyên ngành là cán bộ tư pháp tại một phường ở thành phố Hưng Yên. Nhưng chỉ 2 năm sau, Tráng dính vào tệ nạn xã hội, bị đuổi việc khỏi cơ quan nhà nước, hắn đi lang thang khắp nơi và vết trượt dài đã bắt đầu từ đó. Rà soát theo cung đường của Tráng, cùng với các tài liệu thu thập được, các điều tra viên khẳng định Tráng là đối tượng tình nghi số 1 gây ra vụ trọng án làm vợ chồng anh Trường tử vong. Tráng vốn là người được học hành bài bản, có hiểu biết về pháp luật. Hắn thừa biết rằng với hành vi giết chết hai mạng người mình sẽ phải chịu hình phạt gì nếu khi bị phát hiện, nên hắn tìm mọi cách, mọi kẽ hở của pháp luật, tình huống để tránh né khi các cơ quan điều tra đấu tranh. Tiến hành khám xét nơi ở của Tráng, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được 3 dao nhọn, đồng thời thu giữ được nguồn hơi để giám biệt. Cùng với việc đấu tranh với đối tượng, những mẫu vật thu giữ được tại nhà Tráng cũng nhanh chóng được tiến hành giám định. Một trong số 3 con dao thu giữ được tại nhà Tráng có dấu vết tương đồng với những vết thương trên cơ thể vợ chồng anh Trường, chị Hoa. Cho dù đối tượng đã rửa dao rất nhiều lần bằng nước, trong quá trình giám định vẫn phát hiện giữa phần chuôi và lưỡi dao sâu trong các khe thơ gỗ vẫn còn gen ADN của đối tượng và bị hại. Đây chính là bằng chứng đanh thép nhất, tài liệu khoa học xác thực nhất đánh vào sự nọc nõi của tên tội phạm danh ma, khiến đối tượng tâm phục khẩu phục. Vì trước đó hắn một mục phủ nhận sự có mặt của mình trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ án. Sau 3 ngày đấu tranh, gã sát nhân có bằng cử nhân luật đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, ngày 14 tháng 8 năm 2019, Đinh Công Tráng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án tử hình về tội giết người và trộm cắp tài sản, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa và tổn thất tinh thần cho người thân trong gia đình vợ chồng anh Trương, chị Hoa số tiền là 423 triệu đồng, phải chu cấp cho hai con của vợ chồng nạn nhân đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Đến ngày 17 tháng 12 năm 2019, mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng án của Đinh Công Tráng, Tòa án Nhân dân cấp cao vẫn quyết định loại bỏ tên sát nhân tàn độc ra khỏi đời sống xã hội.